Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ thước in hình. Thì cái bộ này có 3 cái bánh răng có kích thước rất là khác nhau và có màu như là màu hồng, màu vàng và màu xanh. Và ở đây có một cái thước nữa. Và chúng ta có 3 cái bút, một cái bút màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu hồng. Đẹp đúng không các bạn? Thì cái này chúng ta sẽ vẽ trên giấy nha các bạn. Đây là cách sử dụng. Ở đây chúng ta có hướng dẫn cách sử dụng cái này các bạn. Chúng ta sẽ bỏ những chiếc bánh răng vào lỗ tròn. Rồi xong chúng ta sẽ bỏ ngoài bút vuông một lỗ nhỏ trong cái bánh răng và xoay nó. Thì chúng ta sẽ có được sản phẩm. Đó là các hình rất đẹp đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Đầu tiên phải mở ra chưa? Ở đây thì người ta cũng sẽ chuẩn bị cho chúng ta một tờ giấy, nhưng mà mình sẽ không dùng tờ giấy đó, mình sẽ dùng một tờ giấy này để các bạn dễ nhìn hơn nha. Đây là các cái bánh răng của chúng ta. Đây là những cái bánh răng rất là đẹp, kích thước rất là khác nhau. Đây là một cái thước. Đây là một cái thước có hai lỗ tròn to để chúng mình sẽ xoay vô đó để tạo thành những hình sạch khác nhau. Hai lỗ tròn to cũng có những cái bánh răng rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ cho cái bánh răng vào hai lỗ tròn to này nè, cắm ngoài bút vô và xoay. Thì đây là những cây bút nè. Một cây bút màu hồng, màu xanh. Đây là màu xanh lá cây. Đẹp luôn các bạn. Giờ mình sẽ làm thử nha. Tiên mình sẽ chọn cái này. Đây. Cái này chúng ta phải là cái bề mà có đính ngôi sao á, để nó có thể viết ra mực. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thử một hình nhé. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Rất là khác. Đẹp không các bạn? Bây giờ mình sẽ làm. Các bạn ơi, rất là khác đấy các bạn. Wow, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thử một hình khác nhé. Đẹp luôn các bạn. Chúng ta sẽ thử hình khác nhé. Wow, một hình quang hoa luôn. Give a dog a bone, this old